Ok, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ đổi gió với một cái nick sơ cấp 1 mới. Không phải là chin, mà nó VIP hơn rất là nhiều. Thì hôm nay mình sẽ đi mua lại cái nick này. Đây là một cái nick sơ cấp 1 ở bên server 1 nhá. Nó là mua thôi mà thực ra mình đi mượn đấy. Mình được tài trợ mà. Ok, thì hiện tại cái nick này nó đang được bán ở trên shop muaarcnro.com. Và đây là một cái shop bán nick tự động nhá. Thì cũng tiện thể quảng cáo một chút là anh em có cần mua nick thì có thể lên ghi là muaarcnro.com. Enter phát là nó sẽ ra thôi. Ok, thì hôm nay mình được chủ shop cho mình mượn cái nick này để mình về mình review cho em coi ấy. Ok, thì đầu tiên thì vào cái trang chủ nó sẽ có một cái giao diện như thế này. Có phần đăng nhập và phần đăng ký. Nếu mà anh em chưa có tài khoản thì có thể ấn vào phần đăng ký. Đăng ký thì nó rất là dễ thôi. Nó chỉ nhập tài khoản này, mật khẩu này và kết quả có phép toán. Đó. Thì nãy mình có đăng ký rồi thì về mình chỉ việc đăng nhập vào thôi. Và cái tài khoản của mình là quân DZ này, mật khẩu là 12456. Thì anh em lười đăng ký thì có thể dùng tài khoản của mình cũng được, tùy anh em. Ok, thì hiện tại nó đang có 3.6 triệu. Và đầu tiên thì mình sẽ mua cái nick này với giá là 3 triệu. Còn 60k thì anh em biết là gì rồi đúng không? Ok, thì chắc là mình sẽ mua cái nick 60k này trước đi. Đó, mình tặng luôn cho anh em nhé. Anh em là nhanh tay thì có thể lấy được. Ok. Đó, tài khoản thì là 14a@stt.ss. Bây giờ mình sẽ đăng nhập vào nhá. Thực ra mình cũng chả để ý là mà ở server mấy nữa. Thôi, còn server thì anh em tự dò nhá. Hay mình cũng thử đi dò ra. nãy mình mua xong mình quên mất để ý xem nó ở server mấy rồi. 5 đi. Không phải à? Thì là 1 đi. Phải không ta? Không phải. Anh phải thử thôi. Mà nãy mình mua xong mình quên xem là xem mấy. Cứ cắm đầu cắm cổ vào mua. Thế cuối cùng bây giờ lại phải đi dò này. Ok, thì nick mình sẽ không đổi mật khẩu nhá. Ai nhanh tay thì sẽ lấy được. Ok, để mình vào mình chứng minh cho anh em thấy là cái nick này nó đúng như trong ảnh luôn. Cái server 6 ta. Ấy biết thế nãy vào server 6 luôn đi. Đó, thì đây là cái nick mà mình sẽ tặng cho anh em và mình sẽ không đổi mật khẩu. Và tất nhiên thì cái nick 3 triệu kia thì mình không thể tặng được rồi. Bởi vì nick mình đi mượn mà. Mình được chủ shop cho mình mượn để mình về mình review. Cũng tiện thể là tặng luôn cái nick mà đây này. 14a@stt.ss, mật khẩu là Diêm. Đó. Đây mình sẽ quay lại trang chủ để mình sẽ mua lại cái nick 3 triệu vừa nãy. Cái nick đấy là một cái nick sơ cấp 1, nó VIP hơn chin rất là nhiều. À mà hiện tại thì chủ shop đang muốn nhập nick tất cả các server, số lượng cực lớn, cực kỳ là lớn. Ok, thì anh em có thể liên hệ với Facebook của admin qua phần chỗ này này. Đó, thấy không? Ok, thì không lằng nhằng nữa, chúng ta sẽ đi mua lại cái nick 3 triệu vừa rồi. Yeah. Nạp tiền xong ấn vào phần mua ngay là được thôi mà. Hết tiền rồi. Ok, thì để vào nạp tiền ấy, thì anh em có thể vào phần chỗ này này. Đó, xong rồi có phần nạp thẻ chậm ở phía dưới. Thấy không? Thì ấn vào phần nạp thẻ chậm thì nó sẽ nạp thẻ cũng, nó không phải là nhanh, bởi vì hiện tại những cái cổng nạp thẻ nó bị khóa rồi ấy. Nên là anh em nạp thẻ thì phải gửi thẻ, đợi họ xử lý. Nhưng mà họ xử lý rất là nhanh thôi. Anh em có thể là để ý nhá. Thời gian làm việc từ 8 giờ đến 23 giờ, tức là từ 8 giờ đến 23 giờ anh em có thể gửi thẻ cho họ và họ xử lý rất là nhanh. Cũng tầm 5 phút một cái thôi. Ok. Mình cũng không rõ là bao nhiêu nhưng mà cũng tầm đấy. Thì bây giờ mình sẽ hưởng thụ thành quả. Đấy. Mật khẩu là lan rau. Trời. Lần đầu đúng không? Ok. Và nếu anh em có muốn thanh lý nick thì có thể liên hệ với chủ shop qua Facebook. Ở trên shop nhé. Có mà. Quên mà C1 mới đúng. Nhầm. Đó, thì đây là cái nick mà mình sẽ show thử cho anh em coi. Nó VIP hơn chin rất là nhiều. Đây, từ 40 tỷ nhá. Tức là nó đã mở giới hạn rồi ấy. Đây, 450k ki, 450k HP. Và chắc là cũng max đánh rồi. Thầu Bulma này. Đấm Galic Kame Thái Dương. Ôi, hôm qua mình đổi skin nó. Nó ra một bộ skin cùi nhất. Còn nick này là bộ skin mạnh nhất này. Tất nhiên thì mình cũng không thể
cũng không dám mang nick chin ra so sánh đâu, bởi nick chin nó không phải, nó khá là cùi. Ok, thì đồ là có 9% sức đánh thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tàn sát. Từ từ nhá, mình sẽ đi lừa. Mình sẽ tách hợp thể ra đi lừa. Đó, mặc cái trang, cái thằng da đỏ này. Xong rồi mình sẽ qua làng cacao lót để mình sẽ lừa chúng nó. Thấy thằng 14 triệu tiềm năng. À không, mình không biết là nick này có phải 14 triệu tiềm năng không ấy. Hay đến lúc mà cái 5 triệu tiềm năng nó mời đồng ý phát hợp thể vào. Anh em thấy ý tưởng mình hay không? Thực ra cái này ý tưởng cũ thôi. Ok. Ui, mình không ấn được vào số 7. Ui. Ok, mình sẽ xem tiềm năng nhá. À, mình cũng chả biết là bao nhiêu nhá. Để xem có thằng nào nhìn mặt nó ngáo ngáo. Đây, thách đấu. Có 17 triệu này. 10.000 thôi. Để xem có thằng nào nó dám đồng ý không ấy. Ở đây. Cái thằng áo Kaio này. Đấy. Ôi kia 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 kia. Choáng. Đâu? Mình nhìn tên nó màu đỏ, mình tưởng nó đồng ý rồi. Cái thằng vừa nãy cũng da đỏ mà. À, cũng là thằng số 3 mà. Đây, để mình sẽ mời thằng này nhá. Thằng nhóc meo này. À mà từ, đợi, chắc mình phải đợi có choáng thôi. Cái thằng nó mặc áo Kaio này, nhìn mặt cứ ngáo ngáo. Mời thử phát. Thách đấu. 100.000 luôn cho nó. Cho nó sợ nào. Đến lúc nó đồng ý phát mình hợp thể lại luôn. Đồng ý đi. Ui, nó biết rồi. Như kiểu nó cảnh giác rồi ấy. Ok, thách đấu thằng này đi. À đâu, thằng này nay mình thách đấu rồi. À, thằng này được. Thách đấu 200 triệu này. Ui, nó còn nghèo hơn cả mình nữa. Trời ơi. Hello. Đây. Chính là nó, 27 tỷ cơ. Ghê. Mời xem nó có dám đồng ý không. Ở đây có thằng Namek này. Mình chỉ sợ nó ui, quên. Mình chỉ sợ nó trưởng phát chết mình luôn ấy. Lúc đấy là hơi khó đấy. Ok. À đây. Chẳng nhẽ nó không nào thèm đồng ý à. Gà này mà. Nó thoát game rồi. Trời ơi. À đây. Đây, thách đấu. Và nếu em thấy thích clip của mình thì đừng quên bỏ lại cho mình một like, một đăng ký và kích vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình nhé. Và nếu em có cần mua nick thì có thể là lên shop vừa nãy mình nói là muaarknro.com. Ok, thì đây là một cái nick, shop bán nick tự động. Và chủ shop cũng đang cần nhập nick nhé. Đó, thì nếu mà để liên hệ với admin thì có thể là liên hệ qua đây. Nguyễn Văn Phong hotline là 0971402950. Đó. Yên tâm, cái shop này có anh view bảo kê. Ôi, tôi bỏ mẹ rồi. Ôi giời ơi. Con khỉ. Mày nhớ mặt mày đấy, con lợn. Để tao hồi sinh lên tao đập mày tiếp này. Yên tâm, hôm nay thì mình đã yêu cầu chủ shop là chuẩn bị cho mình thêm ít đồ. Nhờ mình không phải sợ con khỉ này nữa. Có phải con khỉ vừa đánh mình không ta? Hay nó trả thù như mình có mời con thằng 39 tỷ ở đâu? Còn lác nữa. Trời ơi. Để tháo giáp ra xem bao nhiêu ta. Thử xem bao nhiêu sức đánh. Yeah. 55k. Thế nick chin được đâu, nick chin là 54, 56k đúng không? Ờ cũng. À đâu, nick này còn chưa có đồ. Cái đồ còn ít hơn nhá. Mà đã hơn bằng đấy rồi. Đó, thấy không? Còn chưa có găng. Mà nick mình có găng rồi còn không bằng nó. À con khỉ. Thôi bỏ đi. Thì chắc là clip mình sẽ tạm dừng tại đây thôi. Hôm nay thì mình sẽ review qua. À được, còn phần kỹ năng nữa. Đây, dịch chuyển tức thời 113%. VIP hơn. Mà nhìn cái gì cũng VIP hơn mình luôn. Vì mình cảm thấy mình thật là yếu đuối. Mình thật là gà. Ok. Thì thôi, có lẽ là clip mình sẽ tạm dừng tại đây nhá. Hôm nay cũng chỉ là một cái clip ngắn để review, cũng tiện thể là quảng cáo shop ấy. Đây quảng cáo shop này, mình hôm nay chủ yếu là mình kể quảng cáo cái shop này thôi. Đây là một cái shop bán nick tự động nhá. Anh em có cần mua nick thì có thể lên đây tham khảo. Còn giá cả thì mình cũng không biết là dạo này mình cũng không có quan tâm gì đến thị trường ngọc giống, mình cũng không biết là giá này là cao hay đắt, nhưng mà cũng tùy anh em thôi. Anh em nếu cảm thấy phù hợp với túi tiền thì anh em có thể là mua. Đây, trên này có rất là nhiều nick cũng rất là ngon.
Và cái nick này mình sẽ làm tặng luôn nhé, cho anh nhanh tay thôi. Và chắc là xem đến bây giờ thì anh em cũng đã đổi mật khẩu, kịp đổi mật khẩu đúng không? Thôi thì bye bye nhé, và hẹn gặp lại anh em trong những clip sắp tới. Ok.